Dạ, mình xin kính chào quý vị các bạn ha. Thì hôm nay mình có đến chỗ Anh tên gì anh? Được. anh được không quý vị? Thì anh có hai cây mai tàng với một cây phôi tứ quý ha. Thì nói chung cái clip này thì mình cũng hỗ trợ anh được bán không quý vị. Thì qua cái hình thức bán thì anh không có biết nên mình để số điện thoại của mình bán luôn. Thì thường lệ đời nói tốt cho mình, chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe thành công việc ha. Thì cái tổng số chi tiết giá anh cũng báo trực tiếp không quý vị, nhưng mà giao dịch thì cứ quý vị cứ liên hệ qua số điện thoại của mình ha. Rồi anh được anh Hảo có chiều cao này khoảng bao nhiêu mét anh? Cao này chắc cũng khoảng cỡ 3 mét hơn á. 3 mét hơn rồi. Anh Hảo tán tán ngang được Cái ngang nó chắc khoảng cỡ ngoài 2 mét. à, cái này bông thì mai vườn không quý vị, 3 báo mét, 2 mét rưỡi. cỡ 2 mét rưỡi không quý vị. Thì quý vị nhìn cây đánh cái giá trị ha. Thì cái này là mình báo cũng bông vườn này, chuẩn 5 cánh đi ha quý vị. Thì một thân một cốt đây, có dàn xương thì nói chung là tiền nào của nấy quý vị ơi. Bông 5 cánh à, quý vị thấy tàn ha. Thì quý vị mua về chơi được không quý vị? Rồi được, anh cho em cái hoành thân anh được. Bên trong này chắc khoảng cỡ 4 7 4 8 à. Rồi cái này anh đo hai vị trí đi. Không bây giờ anh đo cái vị trí đầu tiên cho em đi. Rồi anh đo căng thước dây lại đi. 43 hoành đi ha, quý vị tính 42 thôi. Ừ, anh đo chạc cũ 62, rồi anh đo đường kính bầu lên được. Không, đưa đường đến bầu anh đo ngang vậy nè, từ cái mặt bầu á. Ừ. Cỡ 1859 gì đi ha quý vị. Hốt thân thì nó cỡ tầm cũng 4 tấc không quý vị, từ câu rễ lên ha. Một thân một cốt đế đây quý vị. Xuống cũ nở không quý vị. Cốt cạnh có đoạn giữa thì nó hơi trống không quý vị. Nói chung tiền nào của nấy quý vị ơi. Mình sẽ tàn thì nó Ừ, ok rồi. đúng rồi. Này là cái cây này mình vô lâu giá làm sao anh được? Dạ nếu mà một cây là nó 10 triệu đi. Là 10 triệu ha anh. Dạ. Rồi qua cây tiếp theo. Cái tiếp theo này anh cũng hào hảo chịu cao được rồi. Chiều cao nó cũng ngang ngửa như kia á, 3 Thì mét á. rồi nó cũng ngang ngửa với cây đầu tiên ha quý vị. Thì quý 3 vị mét nhìn rồi thấy ha, tàn cái nó lưới lan ha. dạ, tàn nó cũng khoảng Có cái tán thì nó ngọn nhỏ hơn ha quý vị. nó nhỏ hơn chút xíu. Đó. Nói chung là 8-10 á. Cây này cũng một thân một cốt không quý vị. Tay cành đóng cũng khá đều ha quý vị. Một thân một cốt cũng vót lên luôn ha. Không có chấp đọt không quý vị. Này thì muốn mai vườn mai thiên nhiên mình không có gì, vì chị róc nuôi lại tùy quý vị ha, để tàn đi chơi cũng được. Rồi anh chỗ bình thân lên được rồi Thân này chắc cũng cũng 8-10 với cái kia. à. Cũng 42 á. 42 mình tính 41 đi quý vị. Nó cũng 8 cũng y vậy luôn à. Rồi đâu anh đâu đừng đánh bầu ngang từ đây vào ảnh nè. Đế đây quý vị. Nó cũng y như vậy luôn. Đế cũng khá đều không quý vị. Có chỗ này thì nó hơi bị trống không quý vị. Thân nó cũng tầm 4 tấc. Cái này cũng giá làm sao anh được? Thì bây giờ ví dụ giá này một cặp, ví dụ mình một cây á, thì mình 10 triệu, ví dụ mình lấy một cặp là 18 triệu. À, bao mình bao ship. Dạ đúng rồi. Bao ship 200 km không quý vị. Dạ. Rồi. Rồi tiếp theo qua cây phôi tứ quý không quý vị. Rồi đây là tiếp tục cây phôi tứ quý không quý vị. Cái này thì cây phôi không quý vị. Rồi mình đi một vòng rễ cho quý vị xem xong rồi anh được anh vô đo tổng số cho quý vị ha. Để bỏ đều hết luôn ha quý vị.
Đây có chân đi xuống không quý vị? Xuống nói chung thân nó cũng nở quý vị. Dắt chữ A ha. Đây đường thân đó không quý vị. Cái này tam tài không quý vị. Về quý vị có thể rút ngắn là hoặc quý vị để phơm về chơi cũng được ha. Tùy ha. Quýnh lùng lực lại không quý vị. Cái này ba thân mà đừng cắt ảnh, mình thấy anh cắt về cũng chuẩn không quý vị. Bóp cành đi quý vị. Diện tích nó hẹp đây. Quý vị coi kỹ cái mặt này ha. Cây này nhìn ở ngoài nói chung cũng khá đẹp quý vị. Quý mà giờ kiếm hàng 50 đó lên rồi nói chung cũng hơi khó thôi vậy. Quan trọng cái giá cả nó hợp lý để cho anh em chơi ha. Rồi được anh đo cho em chiều cao anh được coi. Cao nó phân chắc khoảng cỡ 1,5 m á. Dạ dạ thì anh không, anh đo tính từ ở đây thôi. Thì anh lần đầu tiên không quý vị, cũng có quý vị gì thì sai sót mong quý vị thông cảm bỏ qua ha. Chiều cao 1,18 m. Mét 18 quý vị, là từ ở cái mặt bầu lên ha. Rồi anh cho bình thân anh xích xích lên dòng em chút xíu, anh chút mà chặt với. Ừ mình đo vậy đi. 50. 50 chuẩn ha quý vị. Rồi anh xích xuống chút xíu anh. Không mà anh xích cái dòng cái củ đặc này nè. 64 ha quý vị. Rồi anh hào tổng hết cái nồi đế luôn. Để mình hào hào sớm được. Cỡ 59 ha quý vị. Cũ nó quý vị thấy ha. Tay này để vô nè quý vị. Cây này nhìn ở ngoài cũng khá đẹp ha quý vị. Hậu gì xin kỹ lại lần nữa ha. Đừng thân rồi ha quý vị. Rồi cây phôi này tứ quý mình giao lưu giá sao được? Bây giờ em giao lưu giá khoảng cỡ 21 triệu. 21 triệu bao ship không quý vị? Dạ. Rồi. Thì tới đây mình cũng kết thúc cái video ngày hôm nay không quý vị. Thì cuối video mình cũng thay mặt anh được ha. Cảm ơn quý vị dành thời gian quý báo xem hết video ha. Quý vị xem thích cái nào cứ alo trực tiếp cho mình ha quý vị. Thì qua cái này thì anh cũng báo giá nhưng mà mình thay mặt ảnh bán.